chiều ngày 6 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, một phần kháng cáo của nguyên đơn Đặng Đình Thịnh, luật gia, buộc đồng bị đơn là bà Vương Thị Khanh và con trai là Nguyễn Đắc Quang trả cho ông Thịnh gần 55 tỷ đồng hứa thưởng. Theo hội đồng xét xử, mẹ con bà Khanh có xác lập hợp đồng hứa thưởng nếu như ông Thịnh giúp gia đình đòi lại được căn nhà số 446, 448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 thành phố, thuộc sở hữu của nhà nước theo diện nhà vắng chủ. Việc cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu hứa thưởng của ông Thịnh là có cơ sở. Quá trình xét xử, các bị đơn thừa nhận là ông Thịnh là người trực tiếp duy nhất thực hiện ủy quyền của bà Khanh thực hiện các thủ tục đòi lại nhà. Ngày 26 tháng 5 2011, ông Quang có gửi thông báo chấm dứt hợp đồng hứa thưởng, nhưng các hợp đồng bị đơn không chứng minh được việc đã hủy hợp đồng với ông Thịnh. Hơn nữa, việc hủy bỏ hợp đồng được lập ra hai bên không thể đương nhiên chấm dứt khi một bên tự ra thông báo hủy là được. Mặt khác, bản thông báo này không có chữ ký của các bên và bản gốc mà chỉ là bản photocopy. Về giá trị căn nhà tranh chấp, tại giai đoạn sơ thẩm các bên không thỏa thuận hay khiếu nại về kết quả định giá. Do đó, việc cấp sơ thẩm căn cứ vào biên bản định giá tuyên buộc bà Khanh và ông Quang trả cho ông Thịnh 35% giá trị căn nhà, tương đương với gần 55 tỷ đồng là có căn cứ. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên hủy một phần bản án liên quan đến các mối quan hệ tranh chấp khác. Do không liên quan đến quan hệ hứa thưởng giữa ông Thịnh và bà Khanh, ông Quang, việc cấp sơ thẩm gộp lại xử lý trong cùng một vụ án là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Trong vụ án này, bà Khanh và ông Quang là đồng bị đơn nhưng vì lợi ích của nhau nên đã quay lưng lại và có những yêu cầu đối lập về quyền lợi. Điều này cấp phúc thẩm không thể giải quyết được. Lẽ ra cấp sơ thẩm phải hướng dẫn cho các bên khởi kiện thành một vụ án khác theo đúng thủ tục, tòa nêu quan điểm. Liên quan đến giao dịch mua bán đặt cọc căn nhà giữa các bên, tòa xác định là vô hiệu do thực hiện trong thời điểm căn nhà tranh chấp chưa được cấp giấy chứng nhận chủ quyền. Các bên biết điều này nhưng vẫn thực hiện các giao dịch. Bản án chính thức có hiệu lực theo nội dung đơn kiện căn nhà 446-448 đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đức Kha và bà Vương Thị Khanh. Khi gia đình bà đi xuất cảnh, căn nhà được nhà nước quản lý theo diện vắng chủ khi về Việt Nam, bà Khanh và con trai muốn xin lại. Năm 2007, mẹ con bà Khanh ủy quyền cho luật gia Thịnh tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục đòi lại căn nhà bằng hợp đồng. Ông Thịnh sẽ thay mặt bà Khanh liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để đòi nhà. Bà Khanh sẽ trả thưởng cho ông Thịnh 35% tổng giá trị nhà và đất sau khi đòi lại được. Đến ngày 28 tháng 6, 2011, Bộ Xây dựng ra quyết định trả nhà cho bà Khanh. Khoảng một tuần sau, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ban hành quyết định trả nhà cho nữ Việt Kiều. Ông Thịnh sau đó đề nghị thân chủ thực hiện cam kết trả thưởng như đã hứa, nhưng mẹ con bà Khanh không thực hiện, cho rằng hợp đồng này là vô hiệu. Kiện ra tòa, ông Thịnh cho rằng để đòi được nhà cho thân chủ, ông phải bỏ nhiều công sức, chi phí đi lại suốt 5 năm. Trước khi bà Khanh được trả lại căn nhà, cũng như trong thời kỳ phát sinh tranh chấp giữa luật gia Thịnh và thân chủ, ông Quang đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán căn nhà, nhận tiền cọc 210 tỷ đồng cũng như lập khai di sản thừa kế với toàn bộ tài sản nói trên. Việc này đã dẫn đến quyền lợi của mẹ con bà Khanh bị đối lập. Vào hồi tháng 2 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố xử sơ thẩm đã buộc mẹ con bà Khanh phải thực hiện hợp đồng hứa thưởng cho nguyên đơn trả lại tiền cọc cho người mua căn nhà. Bản án này bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố kháng nghị hủy một phần do vi phạm tố tụng khi gộp các quan hệ tranh chấp khác và giải quyết trong cùng vụ án. Luật gia Thịnh kháng cáo, đề nghị tách quan hệ tranh chấp hứa thưởng của ông ra giải quyết, còn bị đơn và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo. Suốt 10 năm yêu và 8 năm chung sống, hai vợ chồng vẫn nhìn nhau như ngày mới yêu. Mỗi sáng, Jane và Thomas không bao giờ quên hôn vợ trước khi đi làm. Buổi tối, anh cũng không quên nói lời cảm ơn vợ về tất cả. Đó là câu chuyện tình yêu rất đẹp của cặp vợ chồng Việt Tây, chị Lê Trung Anh, Anita Lê và anh Jane Thomas. Anh Jane Thomas là người Mỹ gốc Hàn, hiện tại hai vợ chồng anh sinh sống ở Seattle, Mỹ. Chị Trung Anh là nhân viên tài chính, còn chồng là kỹ sư IT cho một công ty phần mềm ở Seattle. Hai vợ chồng đã có hai con gái tên Emoya sinh năm 2012 và con trai tên là Paulo sinh năm 2015.
kể về mối lương duyên của mình, chị Trung Anh cho biết họ gặp nhau tại một bữa tiệc tốt nghiệp của cô bạn Việt Kiều. Lúc đó mình đang là sinh viên năm thứ tư chuẩn bị ra trường. Anh Thomas vừa đi bộ đội về. Sau cuộc gặp tại bữa tiệc, hôm sau anh lái xe mất 2 giờ để đến gặp mình, khiến mình rất là cảm động, chị Trung Anh kể lại. Theo lời chị Trung Anh là khi yêu, Jane và Thomas không lãng mạn, không biết tặng hoa, quà cáp cho chị. Anh là mẫu người nói ít làm nhiều, chị quý anh ở tính chịu khó và chân thành. Đều như vắt chanh, năm đầu tiên yêu nhau, cứ cuối tuần anh lại lái xe 4 giờ đến thăm mình, 2 giờ đi, 2 giờ về, dù mưa tuyết anh cũng đi. Anh lại rất gắn bó với gia đình, những cuộc hẹn hò anh đều đưa mình về chơi với bà nội và mẹ. Do đó mình nghĩ anh là người đàn ông của gia đình, chị Trung Anh nhớ lại. Yêu được 2 năm thì anh hỏi cưới, chị nói tiếp. Sau đó hai vợ chồng đã cùng nhau đi du lịch khắp châu Á, châu Âu. Thế nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng năm 2012, mình mới biết là quý trọng và yêu mến anh hơn. Anh không chỉ là người chồng tốt mà còn là người cha tuyệt vời, chị Trung Anh tự hào nói về chồng mình như vậy. Chị kể lúc mới sinh, con gái đầu lòng của bọn mình bị bệnh vàng da, bác sĩ yêu cầu chiếu đèn hồng ngoại cho cháu để chữa. Mình lúc đó tinh thần yếu nên cứ khóc lóc thương con suốt, anh thì vẫn bình tĩnh điềm đạm vỗ về an ủi vợ. 2 ngày 2 đêm không ngủ, anh vẫn tỉnh táo. Mình tưởng anh là người đàn ông tinh thần thép, nhưng lúc quay ra mình thấy anh giả vờ tìm đồ ăn cho vợ trong cái tủ lạnh bé của bệnh viện để trong phòng. Nhìn đằng sau mình vẫn thấy vai anh ấy rung lên bần bật. Thì ra anh thương vợ, thương con nên khóc tu tu, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Ở bệnh viện, không biết trốn vào đâu nên anh chui vào tủ lạnh khóc ngon lành. Hình ảnh đó không bao giờ mình quên được. Khi chị sinh con thứ hai, mọi việc vẫn một tay anh lo. Chị cho biết, cuộc sống ở Mỹ khá là vất vả, họ không có người giúp việc. Thêm vào đó, công việc của cả hai bên đều bận rộn. Nhiều khi về đến nhà họ đã mệt rũ, nhưng không vì thế mà vợ chồng cáu bắt, gây sự cho nhau. Một người mệt thì người kia nhịn, cả hai mệt thì bảo nhau đi ngủ sớm để lấy sức chăm con. Việc nhà thì chia đôi, vợ nấu cơm, chồng rửa bát, vợ giặt quần áo, chồng hút bụi, vợ dọn dẹp lau nhà, chồng cắt cỏ. Việc ai người ấy làm, không ai phải bảo ai. Nhiều khi anh mang việc về nhà làm, tuy nhiên anh vẫn không quên nhiệm vụ chăm con và làm việc nhà của vợ. Đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay ăn ở nhà hàng, việc chăm con chủ yếu là anh lo. Anh ấy bảo ở nhà em đã quá bận với 2 con rồi, khi nào ra đường hay gặp gỡ bạn bè, em để con anh chăm để cho vui vẻ một chút. Chị Trung Anh chia sẻ như vậy. Khi hỏi về những khó khăn khi kết hôn với người ngoại quốc, chị nói rằng khó khăn nhất của mình là không có mẹ và người thân bên cạnh. Bà thăm cháu chỉ 1 tháng mỗi năm rồi về. Người Mỹ cũng không thăm cháu như Việt Nam, nên từ khi sinh con, hai vợ chồng chẳng bao giờ có thời gian riêng dành cho nhau. Thành ra, để giữ lửa trong gia đình, hai vợ chồng phải sáng tạo. Tối con ngủ thì hai vợ chồng thắp nến, ăn tối, nghe nhạc và vờ như đang ở nhà hàng. Chị cười và nói như vậy. Chị nói thêm, mỗi ngày hai vợ chồng đều nói cảm ơn và xin lỗi với nhau. Việc đó có thể nhiều người cho rằng là khách sáo. Tuy nhiên, với mình, cách cư xử như thế khiến cả hai đều biết người kia quý trọng mình như thế nào. Ngoài ra, muốn nuôi dưỡng tình yêu thì điều quan trọng là coi nhau là ưu tiên số 1. Mình không bao giờ kiểm tra điện thoại, tin nhắn, Facebook của chồng. Điều hai vợ chồng luôn làm mỗi ngày là yêu thương và luôn nhắc nhở nhau rằng cuộc sống của mình đang ý nghĩa và tuyệt vời như thế nào. Tối nào trước khi đi ngủ anh cũng bảo cảm ơn em vì tất cả. Mình cũng nói lại câu đó với anh. Mỗi sáng đi làm lúc 5 giờ 50 phút, anh không bao giờ quên hôn vợ. Chị Trung Anh tự hào khi nói rằng sau 10 năm yêu và 8 năm là vợ chồng, họ vẫn nhìn nhau như những ngày mới yêu. Vợ chồng Việt Kiều hơn 10 năm đòi nhà cho thành phố Hồ Chí Minh mượn. Trong thời gian xuất cảnh đi Mỹ, vợ chồng bà Tuyết cho thành phố mượn nhà để phục vụ công ích, nhưng phải mất hơn 10 năm theo kiện mới đòi lại được. Theo nội dung vụ án, vợ chồng bà Tuyết 76 tuổi Việt Kiều Mỹ được cha mẹ để lại căn nhà trên đường Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố. Tháng 9 năm 1984, vợ chồng bà ký hợp đồng cho công ty quản lý nhà thành phố mượn căn nhà trong 15 năm. Công ty tạm ứng cho vợ chồng bà là 1,5 triệu đồng. Chủ nhà có nghĩa vụ thanh toán lại số tiền sau khi trừ khấu hao cơ bản theo niên hạn sử dụng khi lấy nhà.
Cùng ngày, công ty này ký hợp đồng cho công ty xuất nhập khẩu lương thực buộc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuê lại trong 5 năm với số tiền tạm ứng là 1,5 triệu đồng. Số tiền này được công ty quản lý nhà tạm ứng cho vợ chồng bà Tuyết và trừ vào tiền thuê nhà hàng tháng. Khi chủ nhà đòi lại, bên cho thuê sẽ báo trước cho bên thuê 3 tháng để di dời. Từ năm 1991 đến năm 2008, khi số tiền tạm ứng được trừ hết vào việc thuê nhà, công ty quản lý nhà nhiều lần ký thêm các hợp đồng cho thuê với công ty xuất nhập khẩu lương thực theo giá hiện hành. Đến năm 1999, công ty lương thực đã 2 lần sửa chữa, xây dựng căn nhà và cam kết là không yêu cầu bồi hoàn chi phí. Việc sửa chữa được công ty quản lý nhà cấp giấy thỏa thuận không ảnh hưởng đến kết cấu nhà. Trên thực tế, công ty lương thực đã tự ý xây dựng thêm một lầu, chỗ cửa từ ranh tường nhà và Tuyết thông với ngôi nhà kế bên là tài sản từ trước của công ty lương thực. Sau thời gian định cư ở nước ngoài năm 2005, vợ chồng bà Tuyết về Việt Nam và có đơn đòi lại nhà. Gần một năm sau, công ty lương thực lúc này đổi tên thành công ty cổ phần Hoàn Mỹ, có văn bản gửi sở xây dựng đồng ý trả lại căn nhà, không yêu cầu bồi hoàn chi phí xây dựng. Tuy nhiên, nhiều năm sau khi đã hết hạn thuê nhưng công ty Hoàn Mỹ vẫn không bàn giao nhà. Công ty quản lý nhà sau đó khởi kiện yêu cầu công ty Hoàn Mỹ trả lại căn nhà để trả cho vợ chồng bà Tuyết. Quá trình giải quyết vụ án, công ty Hoàn Mỹ cho rằng hơn 30 năm trước công ty có thỏa thuận mua đứt căn nhà của vợ chồng bà Tuyết với số tiền là 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm này không được sang nhượng trong trường hợp đi xuất cảnh nên không thể mua bán hợp pháp. Trường hợp phải trả lại, công ty yêu cầu công ty quản lý nhà thành phố phải trả lại chi phí sửa chữa, xây dựng và số tiền là 1,5 triệu đồng theo giá hiện hành, tương đương là hơn 730 triệu đồng. Phía bà Tuyết thì cho biết là khi nhận nhà sẽ tự nguyện trả lại 1,5 triệu đồng tiền tạm ứng trước đây theo giá hiện hành. Tuy nhiên, bà không đồng ý thanh toán chi phí xây dựng sửa chữa cho công ty Hoàn Mỹ bởi họ tự làm, trái với thỏa thuận của các bên. Sau nhiều năm thương lượng bất hành, hồi tháng 8 năm ngoái, Tòa án Nhân dân thành phố đã sơ thẩm buộc công ty Hoàn Mỹ trả lại nhà cho công ty quản lý nhà thành phố để giao lại cho vợ chồng bà Tuyết. Ghi nhận sự tự nguyện của vợ chồng bà Tuyết về việc trả lại cho công ty quản lý nhà 1,5 triệu đồng tiền tạm ứng theo giá trị hiện hành. Theo hội đồng xét xử, bà Tuyết là người thừa kế hợp pháp căn nhà. Trong thời gian vợ chồng bà xuất cảnh đã cho thành phố mượn, phục vụ mục đích công ích là phù hợp với chính sách của nhà nước. Nay hợp đồng cho mượn đã hết, thành phố có nghĩa vụ phải trả lại. Công ty Hoàn Mỹ cho rằng đã mua lại căn nhà với số tiền 1,5 triệu đồng nhưng không đưa ra được chứng cứ nên không được tòa chấp thuận. Không đồng ý phán quyết này, phía bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên phúc thẩm mới đây của Tòa án Nhân dân thành phố, các bên giữ nguyên quan điểm. Phía bà Tuyết cho biết nếu bị đơn muốn mua lại căn nhà và sẽ bán với giá là 42 tỷ đồng. Còn công ty Hoàn Mỹ thì ra điều kiện nếu bà Tuyết muốn nhận lại căn nhà phải trả cho công ty là 62 tỷ đồng. Sau khi hội ý, phía công ty Hoàn Mỹ đưa ra mức giá có thể mua là 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Tuyết không đồng ý. Họ cho rằng số tiền nói trên đã là có thiện chí. Do các bên không tìm được tiếng nói chung, chủ tọa phiên tòa dành khá nhiều thời gian phân tích để sớm kết thúc vụ án đã kéo dài 10 năm gây mệt mỏi cho các đương sự. Mỗi bên phải bớt một chút, bà nói và gợi ý đưa ra mức giá chung là 36 tỷ đồng cho các bên thêm thời gian suy nghĩ. Mở lại phiên tòa sau một tuần tạm hoãn, phía bà Tuyết chấp thuận gợi ý của tòa, song công ty Hoàn Mỹ cho rằng 32 tỷ là mức giá cao nhất có thể mua. Do các bên không thể hòa giải, hội đồng xét xử sau đó đã tuyên án, y án sơ thẩm buộc công ty Hoàn Mỹ phải trả lại nhà. Lấy chồng Việt kiều Mỹ, bản thân là người tự lập với hơn 6 năm học, làm việc xa nhà, cũng như là đã chuẩn bị sẵn tâm lý và những sự khác biệt văn hóa. Nhưng những ngày đầu sang xứ cờ hoa này, tôi hoàn toàn bị sốc. Năm 24 tuổi, tôi lấy chồng và sang Mỹ. Ông xã tôi là người Việt Nam, đã định cư ở Mỹ khoảng 10 năm. Trong một lần về Việt Nam thăm gia đình vào dịp Tết, chúng tôi tình cờ quen nhau và đi đến hôn nhân sau hơn 2 năm tìm hiểu. May mắn được cấp visa ngay trong lần phỏng vấn đầu tiên, tôi hân hoan chuẩn bị hành lý để sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng. Dù bản thân là người tự lập với hơn 6 năm học tập và làm việc xa nhà, cũng như đã chuẩn bị cho mình tâm lý và sự khác biệt văn hóa, và dù luôn được sự hướng dẫn, quan tâm hết mực của chồng, nhưng những ngày đầu sang Mỹ tôi thực sự bị sốc. Cú sốc đầu tiên là mọi thứ quá yên ắng, hầu như mọi nhà đều đóng cửa và chẳng ai biết hàng xóm của mình là ai.
Những ngày đầu sang Mỹ, đôi khi một mình trong nhà, thứ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cú sốc thứ hai là tiếng Anh trong giao tiếp. Dẫu khá tự tin với vốn tiếng Anh đã được học bao nhiêu năm cùng việc sử dụng khi đi làm, thế nhưng trong lần giao tiếp đầu tiên khi đi đăng ký các giấy tờ cá nhân đã khiến tôi bị sốc. Dù là những từ ngữ quen thuộc như người Mỹ nói khá nhanh, và do chưa quen cách phát âm đã khiến tôi hoàn toàn bị động. Những bỡ ngỡ của cuộc sống mới, chưa thể đi học và đi làm lại chưa biết lái xe, nên vào những ngày trong tuần lúc ông xã đi làm, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và nhớ Việt Nam, nhớ mẹ vô bờ bến. Đặc biệt vào những ngày lễ Tết, nỗi nhớ ấy lại càng nhân lên gấp bội. Chỉ vài tháng sau khi sang Mỹ thì đến dịp Tết cổ truyền. Tết là dịp để mọi người sum vầy sau những năm tháng xa nhà, còn tôi lại nhớ thương mẹ hơn bao giờ hết. Nhớ những ngày cuối năm mẹ tất bật mua sắm con gà, đòn chả. Nhớ dáng mẹ khom khom ngồi gọt từng củ hành, củ kiệu. Nhớ mùng một Tết hai mẹ con đến chùa xin lộc đầu năm. Đó là nỗi nhớ da diết làm chạnh lòng những người con ở cách xa cha mẹ nửa vòng trái đất. Bởi thế, từ cái Tết đầu tiên xa Việt Nam, tôi đã tự tay chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình cành mai, chiếc bánh chưng và đòn chả. Nơi tôi sống khá ít người Việt, nên để tìm mua được thực phẩm Việt rất là khó khăn. Mặc dù Mỹ là hợp chủng quốc với đa sắc tộc, ẩm thực rất phong phú, nhưng tôi yêu món Việt hơn tất thảy. Thay vì dùng những lát bánh mì phết mướt hay một chén ngũ cốc dinh dưỡng vào bữa sáng như nhiều gia đình Mỹ, tôi vẫn chuẩn bị cho gia đình mình những chiếc bánh bao, bánh mì thuần Việt. Đồ ăn trưa mang đến chỗ làm cho ông xã bao giờ cũng có cơm cùng món xào hay món kho đậm đà truyền thống của Việt Nam. Từ một người phụ nữ vụng về chuyện bếp núc, những ngày tháng xa quê, với nỗi nhớ da diết món Việt và mong muốn tự tay chuẩn bị những món ngon cho chồng, tôi đã tự mày mò nấu nướng và yêu những khoảnh khắc đón chờ một chiếc bánh thơm lừng trong lò hay hít hà mùi thơm đặc trưng của món phở, món bún bò trong gian bếp nhỏ của mình. Niềm đam mê nấu nướng và chia sẻ những công thức mình từng thử nghiệm đã giúp cho căn bếp online nho nhỏ của tôi ra đời. Với hơn 30.000 người theo dõi càng tiếp thêm động lực cho tôi chia sẻ nhiều hơn cách nấu nướng món Việt, đồng thời giúp tôi gắn kết hơn những gì chị em Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, những người vẫn một lòng yêu món Việt như tôi. Chỉ riêng những ngày lễ truyền thống ở Mỹ, tôi mới chuẩn bị bữa tối theo kiểu Mỹ, còn lại những ngày trong năm hầu như là vợ chồng tôi vẫn thưởng thức bữa tối đậm đà hương Việt. Sau vài tháng sang Mỹ, tôi đăng ký học lớp đào tạo khai thuế cá nhân tại H&R Block, một công ty thuế khá lớn ở Mỹ. Sau 3 tháng học tập, nếu vượt qua kỳ thi và 2 vòng phỏng vấn, thì học viên có thể được nhận vào làm trong mùa thuế tới. Với vốn tiếng Anh đã tích lũy nhiều năm ở Việt Nam, tôi không mấy khó khăn trong việc tính toán những con số cũng như đọc luật thuế của Mỹ, nhưng vẫn là trở ngại như đã nói ban đầu. Tiếp xúc với giảng viên cùng với các bạn học thực sự là một khó khăn to lớn. Trước khi đến lớp, tôi luôn cố gắng đọc bài và học bài để nắm rõ các thuật ngữ về thuế. Những đoạn nào giảng viên nói quá nhanh hoặc khó hiểu, tôi ghi chú lại để cuối buổi lại sách tập lên hỏi. Mỗi giờ giải lao trong lớp, tôi lại chủ động bắt chuyện với các học viên khác để dần quen với cách phát âm cũng như cách trò chuyện ở Mỹ. Bằng sự cố gắng của mình, cuối mùa học đó tôi đã dễ dàng vượt qua được kỳ thi và các vòng phỏng vấn để trở thành nhân viên khai thuế. Biết cách khai thuế, hiểu luật thuế của Mỹ và có thể giao tiếp với khách hàng là hoàn toàn chưa đủ. Sau 3 ngày làm việc đầu tiên, tôi lại bị sốc. Tôi nhận ra là mình quá thiếu kiến thức cơ bản về cuộc sống nơi đây, về những câu xã giao đơn giản theo phong cách người Mỹ, về cách sống cũng như những dịch vụ nơi đây, tôi hoàn toàn mù tịt và không biết bao lần bị động khi giao tiếp với khách hàng của mình. Tuy nhiên, thay vì ngỡ người ra, mỗi khi gặp trở ngại trong giao tiếp, tôi lại nhẹ nhàng xin lỗi và nhờ người ta giải thích rõ hơn. Rất tuyệt là người Mỹ dễ thông cảm và nhiệt tình giải thích cho những thắc mắc của mình. Tuy công việc mới, mức lương thấp và chỉ làm bán thời gian, nhưng sau mùa thuế tôi tiến bộ rõ rệt về giao tiếp cũng như là hiểu thêm về cuộc sống nơi này. Ở Mỹ, mọi công việc đều được trân trọng. Nếu bạn thấy phù hợp và có cơ hội thì hãy nắm bắt mỗi trải nghiệm đều quý giá và những người mới định cư sẽ nhận được nhiều hơn ngoài đồng lương mỗi tháng của mình. Trong khoảng thời gian đi làm, tôi mới dành quỹ thời gian rảnh ở nhà để ôn luyện, thi thêm các chứng chỉ cần thiết để nộp đơn xin học cao học. Vài tháng sau đó, tôi được nhận vào chính thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trước khi sang Mỹ, tôi vẫn nghe mọi người nói là hầu hết những ai sang đây đều phải học lại đại học vì các trường không chấp nhận bằng cấp đại học Việt Nam để học chuyển tiếp lên cao học. Tuy nhiên,
Nếu muốn tìm hiểu về chương trình của trường, tất cả mọi người đều có thể đọc thông tin tại website hoặc là liên hệ trực tiếp với người phụ trách chương trình để được giải đáp cụ thể. Khi đã xác định sẽ sang Mỹ và có dự định học tiếp cao học, tôi đã liên hệ và biết được các yêu cầu để được nhập học. Trong mấy tháng chờ được cấp visa, tôi bắt đầu chuẩn bị dần hồ sơ và ôn luyện các chứng chỉ cần thiết để nộp đơn xin học. Nghe nhận được thư gọi nhập học, tôi mừng đến rơi nước mắt. Được nhận vào học là một chuyện, học thế nào lại là một vấn đề khác. Các giáo sư chẳng bao giờ điểm danh, nhưng nếu thường xuyên nghỉ học thì thực sự là một khó khăn cho bạn. Các bài giảng rất thực tế và luôn cần sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên, cũng như giữa các sinh viên với nhau. Nếu nghỉ một buổi học, thực sự là bạn sẽ mất khá nhiều kiến thức. Trong chương trình học, tôi có thể chọn lựa lấy bao nhiêu lớp một học kỳ, lấy những lớp nào tùy ý, tất nhiên là trừ những lớp yêu cầu, nhưng buộc phải vượt qua các yêu cầu môn học và các kỳ thi để đủ điểm mỗi học kỳ. Trong chương trình học, tôi có thể chọn lựa lấy bao nhiêu lớp một học kỳ, lấy những lớp nào thì tùy ý của mình, nhưng chương trình nơi tôi học, nếu sau mỗi học kỳ tổng điểm các môn dưới 3 điểm trên thang điểm 4 thì sẽ nhận được thư cảnh cáo. Nếu học kỳ sau không khôi phục số điểm đó thì sẽ bị đuổi học. Sau 5 năm miệt mài học tập vào mùa đông năm 2013, tôi đã được cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ với sự nỗ lực của mình và sự động viên quan tâm hết mực của ông xã. Tôi mang thai chỉ sau vài tháng tốt nghiệp cao học, một thai kỳ được gọi là rủi ro khi tôi mang song thai. Những con ốm nghén vật vã, những cơn đau đầu và tăng huyết áp khiến tôi quyết định ở nhà dưỡng thai chờ sinh em bé. Ở tuần 37 thai kỳ, bác sĩ quyết định mổ khi tôi tăng huyết áp đột ngột và các con cũng đã sẵn sàng chào đời. Chỉ sau 2 ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho ba mẹ con tôi về nhà. Việc kiêng cữ sau khi sinh ở Mỹ khá là đơn giản. Các bác sĩ chỉ dặn hạn chế làm việc nặng và không mang vác những vật nặng hơn 7kg. Khuyến khích các bà mẹ nên vận động nhẹ sau khi sinh, cũng như là không kiêng tắm rửa. Theo người giúp việc tại Mỹ là điều rất khó khăn, nên hầu như các bà mẹ sau sinh đều tự chăm con và làm việc nhà. Tôi may mắn là thời gian đầu có cả bà ngoại và bà nội của hai con, của hai bên sang giúp đỡ. Nhưng sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi vẫn nấu cơm, giặt giũ và chăm con. Hai bé ngay từ những ngày đầu đã được ngủ riêng trong nôi, đó là một trong những lời khuyên cũng như nhắc nhở của bác sĩ Mỹ. Tôi cũng nhận thấy những lợi ích ban đầu khi con ngủ không ngủ chung với mẹ. Thứ nhất là bé có môi trường ngủ an toàn hơn, và thứ hai là bé và mẹ đều ngủ ngon hơn. Sau 4 tháng thì cả hai con đều ngủ xuyên đêm, cũng giúp tôi mau chóng hồi phục sức khỏe sau những đêm thức dậy thường xuyên cho con bú. Từ lúc cho con ăn dặm, tôi bắt đầu tập dần phương pháp ăn dặm chỉ huy được nhiều mẹ Mỹ tin dùng, tin tưởng và tôn trọng con. Cho các con quyền lựa chọn món ăn và ăn bao nhiêu tùy con, khiến bữa ăn của các con luôn vui, con khỏe và mẹ cũng nhàn hơn. Khi con bắt đầu ăn bữa đầu tiên, tôi đã đặt vào ghế ăn, nếu con không muốn ăn thì bữa ăn sẽ được kết thúc. Trẻ con không biết nhịn, khi đói ắt sẽ ăn. Mặc dù là ban đầu cũng khá là căng thẳng khi con không ăn được nhiều, nhưng sau đó nhìn con ăn trong vui vẻ. Bữa nào đói thì con ăn nhiều, khi con mệt con no con sẽ ăn ít hơn. Hiểu được điều đó khiến giờ ăn của các con luôn là những khoảng thời gian vui vẻ với cả ba và mẹ. Tôi không nhìn vào chiếc cân mỗi ngày, chỉ cần hai con vui khỏe, phát triển đúng tiêu chuẩn là đủ an tâm. Ở Mỹ, phụ nữ thường phải trở lại công việc chỉ sau 3 tháng sau sinh. Do đó, nếu không có sự giúp đỡ của ông bà, họ hàng, thì hầu như là cha mẹ phải mang bé đi gửi trẻ lúc 3 tháng tuổi. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ sớm tìm việc làm khi bé tầm 8 đến 9 tháng. Nhưng khi nhìn vào các con vẫn vụng về lo mọ, lọ mọ tập những bước đi đầu, những cái té ngã bất ngờ hay những khi giật mình đòi mẹ, tôi lại trùng lòng. 2 năm đầu đời là quãng thời gian quan trọng nhất với mỗi đứa trẻ, là khi con bắt đầu tập quen với thế giới này. Từ cú lật đầu tiên, những bước đi chập chững, là tiếng gọi cha gọi mẹ còn chưa rõ ràng, tôi quyết định gác lại sự nghiệp của mình thêm một thời gian để ở bên con, trải nghiệm cùng con. Và giờ đây, những khoảnh khắc ngắm các con cười hay những khi nhìn chồng vui vẻ thưởng thức bữa cơm ngon là niềm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được. Dù sống ở Việt Nam, ở Mỹ hay bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có những người mình yêu thương, nơi trái tim đặt ở đấy thì đó chính là nhà, là nơi mình thuộc về. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.